Beauty of Yesterday với 100 năm thời trang từ năm 1890 đến năm 1990 có sự góp mặt của 120 thiết kế, đều là những tuyệt tác của những nhà mốt hàng đầu như Dior, Valentino, Mugler. Hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm chân thực, đậm nét nhất cho quý khán giả, không chỉ về thời trang mà đó còn là văn hóa, lịch sử, tôn giáo, kiến trúc và mỹ thuật. Đến với triển lãm, người xem sẽ được chiêm ngưỡng những bộ trang phục sang trọng với phong dáng đồng hồ cát của người phụ nữ thời kỳ Victoria. Hay đó còn là những bộ trang phục được nhìn thấy trong bộ phim kinh điển Titanic, corset dáng chữ S cùng áo phồng, trang phục sequin, quần ống loe phối với áo cổ yếm và trang sức lấp lánh của những năm 1970. Giống như chúng ta coi thời trang hay có online, có các những fashion show này kia. Nhưng fashion show đấy chỉ có 100-200 khách được đi coi cùng với nhà thiết kế. Nhưng triển lãm này được mở cho khắp công chúng thì ai cũng có thể đến coi nó và trải nghiệm được nét đẹp của bảo tàng. Ngoài ra thì trong bảo tàng chúng ta có gì? Chúng ta có những sản phẩm nghệ thuật của những nhà họa sĩ, những bức tượng này kia. Song song đấy là có thời trang thì chúng ta lại mang nhiều thứ đến cho cộng đồng nhiều hơn. Bên cạnh đó, tại vẻ đẹp của ngày hôm qua, quý khán giả còn có cơ hội hòa mình vào không gian triển lãm những tác phẩm diễn họa nổi bật của nghệ sĩ thời trang Nancy Reagelman. Beauty of Yesterday sẽ tiếp tục mở cửa đón khách từ nay đến ngày 14 tháng 7 tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.